mấy chị á mà đang gặp phải cái tình trạng là khi mà mình sinh mổ nè thì á mình sẽ bị cái đường sẹo lòi mọc lên, nó rất là mất thẩm mỹ, mặc dù á là mình đã cố gắng là mình xăm mình lên xăm để mình che cái sẹo lại, nhưng mà nếu mà với cái tình trạng mà sẹo lòi giống như thế này nè thì mình xăm lên thì nó cũng thấy chứ nó không phải nào mất được. Còn nếu mà mình tiêm can sẹo lòi đi thì cái bề mặt cái lớp sẹo này nó sẽ phẳng xuống, nhưng mà nó vẫn kiểu giống như nó bị nhăn nhăn, nó vẫn bị gồ ghề. Vậy thì có một cái cách nữa là mình sẽ tiểu phẫu để mình loại bỏ đi cái phần chân sẹo này, mình bỏ đi cái này, sau đó mình mới tiến hành đó là mình khâu thẩm mỹ lại, khâu lại để cho hai cái mắt da nó dính liền với nhau, thì lúc đó sau này mình sẽ giống như là một cái vết rạn da thôi, một cái vết rạn da màu trắng thôi, chứ nó không có còn bị mọc sẹo dày như thế này nữa. Nhưng mà nếu mà mình không có lấy hết cái chân sẹo ra đó thì khâu lại rồi nó sẽ mọc sẹo lên lại nha. Và cái cách mà mình để có một cái đường khâu nó đẹp và sau này nó làm nó không có sẹo nhiều á là phải dùng cái lưỡi dao, là mình phải cắt bằng lưỡi dao, cắt bằng tay luôn chứ không có cắt bằng máy. Tại vì khi mà mình cắt bằng máy cái chỗ cái bề mặt da nó cũng sẽ bị chết, nó sẽ bị cháy, nó xém đi, thì khi mà mình khâu lại nó sẽ rất là lâu lành và nó dễ để là cái sẹo, một cái sẹo trắng hoặc là nó sẹo sẹo nó sẽ lòi lòi lên, nó không có được thẩm mỹ. Còn mình làm bằng dao như thế này là tuy là nó hơi cực một xíu nhưng mà cái đường cắt của mình á, cái đường khâu của mình nó sẽ rất là đẹp. Đây là thành quả là sau khi mình tiến hành đó là loại bỏ đi cái mô sẹo, lấy đi cái cục sẹo mà mình khâu phẫu thuật ngày xưa nó bị lòi lên nè. Cái chân của nó nè, mọi người thấy không? Nó cứng ngắt nè, đó, nó cứng và nó dày như thế này nè. Mình phải lấy bỏ hoàn toàn cái phần chân nó đi, nhìn nó giống như con sâu thấy không? Đó, sau khi mà lấy bỏ đi cái mô sẹo ra rồi thì mình mới khâu, cái da của mình nó mới mềm nè, thấy không? Nó mềm giống như là cái da thật luôn, nó không có còn bị gồ ghề, nó không còn bị cứng, nó không còn bị sụn nữa, thấy không? Mình đẩy lên nè. Đó, cái da nó phải có độ đàn hồi giống như thế này thì nó mới hoàn toàn nó không để lại sẹo. Nè, rất là đẹp luôn. Mình sẽ chèn cái hình cái video, mình sẽ chèn cái video mà trước khi mà cắt và như thế vào sau khi cắt xong cho mọi người so sánh nha. Đó. Vậy còn luôn.